Gỗ Nhuân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2017. Video clip này Đồ Gỗ Nhuân xin trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế ăn gỗ mun hoa gồm có 10 ghế một bàn. Để chân bàn. Gồm có 10 ghế và một bàn tròn mâm xoay. Bàn tròn được kính 1m55 và một mâm xoay bên trên đây chúng tôi đang để bên ngoài chưa nắp đây. Tiến ơi, mâm xoay chưa đánh mâm xoay đi. Tuốt lại mâm xoay đi. Quý vị đang xem video clip chúng tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở 2 Đỗ Anh Luân, là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Đấy, để trên mặt bàn đây. Bộ bàn ghen này chúng tôi đã làm cho bác Thuận ở công ty Thuận Lợi ở chỗ Cầu Nguyệt, Kiến An, Hải Phòng. Bộ bàn ghen này gồm có 10 ghế, một bàn và bàn tròn mâm xoay đây. Clip trước chúng tôi đã giới thiệu nhưng chưa kê thành bộ, và clip này chúng tôi đã hoàn thiện anh Vinh Ly xong, và bây giờ chúng tôi đang quay thành bộ để cho quý khách gần xa cũng như bác Thuận xem trước khi chúng tôi chuyển hàng giao cho khách. Bộ bàn ghế ăn bàn tròn mâm xoay gồm có 10 ghế một bàn, mẫu kiểu mẫu Louis Pháp, mẫu trông rất là sang trọng và cổ kính lẫn phong cách hiện đại. Toàn bộ là chúng tôi chọn theo vân hoa gia báo rất là đẹp, từ cái vân ghế cho đến vân bàn rất là đều màu và đẹp, và nhất là bộ ghế phòng khách kia quý vị đang xem, chúng tôi đang tuốt bóng lại lần cuối cùng. Clip trước chúng tôi quay ánh sáng chưa được tốt lắm và nó chưa được rực rỡ về vân, nhưng hôm nay là đang là tầm lúc 3 giờ 30 phút buổi chiều ngày 9 tháng 1 năm 2017, chúng tôi đang tuốt vết ghi lại một lượt cuối cùng để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Quý vị xem thấy lên cái vân gỗ của cái đoạn dài này, vân này tuyệt vời đây. Toàn bộ đây là vân loang gia báo hết, rất là đẹp, và hiếm có tìm được chọn được cái mặt bàn, mặt đoạn ghế dài nhưng mà vân đẹp như thế này. Vân quá đẹp, và bây giờ tôi sẽ quay lại một lượt tất cả những sản phẩm của bác Thuận đã đặt chúng tôi. Một bộ bàn ăn gồm có 10 ghế, một bàn tròn mâm xoay và bàn chân trụ. Bàn này gọi là ngũ trụ, 5 trụ, một trụ to giữa và 4 trụ xung quanh gọi là ngũ trụ. Rất là đẳng cấp. Và làm theo đúng kiểu nuôi Pháp thời cổ. Toàn bộ các cái vách ở tựa lưng bộ ghế này chúng tôi đục một nãng hoa hồng rất là đẹp. Là đúng theo kiểu mẫu ghế Louis Pháp, là chỉ có hoa lan tây và lãng hoa hồng, và vân gỗ thì tuyệt đỉnh rồi. Khi chưa đánh lên thì vân nó chưa nổi, mà nó khi chúng tôi hoàn thiện lên rồi thì vân nó là tuyệt đỉnh, không còn gì để chê. Phía xa kia là công nhân chúng tôi đang hoàn thiện nốt những các cái còn lại của bộ ghế, và một bộ ghế gỗ hương cũng là đang chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở tại thành phố Hải Phòng. Để toàn bộ những sản phẩm mà bác Thuận đã đặt chúng tôi. Một bộ Minh Quốc Nghê gồm có 10 món hàng VIP, cột 12 gồm có 10 thứ. Chúng tôi đang tuốt vết đi lại đây. Tuốt lại hết bàn cơm đi. Bàn tròn đây. Không có cầm nhanh cái biển nhỏ đây. Đây tôi sẽ quay lại chi tiết từng bộ phận một của cái bộ bàn ghế gồm có 10 món này. Đút lốt ngăn kéo ra anh đi. Chỗ này chúng tôi làm có 4 ngăn kéo. Riêng mặt bàn này, bàn chúng tôi làm rất là đặc biệt, là có 4 ngăn kéo rất là to ở 4 góc bàn. Và cái mặt bàn này chúng tôi đục tích bát tiên Du Đông Hải, rất là hay, rất là ý nghĩa. Và do nó có cái kính nóa đó, quý vị nhìn không được rõ cái tích bát tiên Du Đông Hải. Vân gỗ thì tuyệt đỉnh rồi, không còn gì để chê. Trước đây mới cách đây độ khoảng gần 1 tháng chúng tôi bàn giao một bộ Minh Quốc Nghê cột 12 cho gia đình nhà bà Thoa ở Vĩnh Phúc, cũng bộ 10 món như thế này. Và của bác Thuận còn một chiếc kệ tivi cũng được làm ở chất liệu gỗ mun hàng VIP, kích thước là 1m 2m 65, rộng 55, và toàn bộ là mặt ván liền, cánh dày 2 phân, đục tay toàn bộ. Thế mình có nghề chúng ta đục chạm đường nét thì hết sức là tinh xảo. Toàn bộ 4 vách là đục tích tứ bình, tức là 4 mùa thanh bình. Quý khách có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với Đồ Gỗ Thành Luân, số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Cái bộ ghế này vân thì tuyệt đỉnh nhỉ. Sờ chỗ nào cũng thấy trơn loáng, bóng loáng. Nhưng Đồ Gỗ Thành Luân có công nghệ hoàn thiện của anh Đức Ly và anh Si Trần thì rất là đẳng cấp, không phải đơn vị nào cũng có thể bắt chước làm được. Toàn bộ là của anh Đức Ly Trần hết, còn nguyên vân gỗ. Và riêng đặc điểm của cái hàng Đức Ly Trần này là quý vị càng dùng càng đẹp, không bao giờ sợ xây xước đánh lại là hết. Không bao giờ sợ xây trước. Toàn bộ chúng tôi cái yếm bên dưới này
đều vén hoa lan tươi rất đẹp và vén tứ diện như nhau. Đây cái bàn đây rất là đặc sắc, cũng là bộ minh quốc nghê nhưng mà hàng thị trường nó khác so với cả hàng cao cấp của đồ gỗ Nhân Nam. Chiếc con nghê này toàn bộ là liền hết mà rất là to, đục chạm rất là đẹp. Và bây giờ quay lại chiếc kệ đây, chiếc kệ tivi này vân cũng rất đẹp, tương đồng với bộ ghế bộ bàn ăn. Rồi bác Thuận đã đặt đồ gỗ cho chúng tôi từ tháng 8 và giờ bác đã xong nhà mới và chúng tôi chuẩn bị chuyển hàng cho khách hàng. Về chiếc kệ tivi gỗ mun 2m65, rộng 55 và cao 89, cao từ dưới mặt đất đến chỗ cao nhất là 89. Vân gỗ thì tuyệt vời đây, để nó bụi đây, toàn bộ là vân hoa da báo, vân loang rất là đẳng cấp, rất là đẹp. Cái hàng này hàng VIP của chúng tôi làm rất là đẳng cấp. Ngay cả cái mặt đôn đơn giản chúng tôi đục chạm cũng hết sức là tinh xảo. À, hai đôn bé đã vút lại chưa nhỉ? Đôn bé chỉnh cặp kênh chưa? Bộ ghế Bình Quốc Nghê này gồm có 10 thứ, tức là gồm một cái ghế dài, bốn ghế đơn và một cái bàn to này, hai bàn trà, hai bàn kẹp kia, quý vị xem đi, hai bàn trà đây và hai đôn thấp để ngồi. Tất cả nó gồm có 10 món. À, video clip quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại đồ gỗ Thành Luân cơ sở 2, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Ở đây công nhân chúng tôi đang triển khai làm một số mặt hàng. Kia là chúng tôi đang hoàn thiện chiếc kệ tivi cho khách hàng. Ở đây chúng tôi cũng đang rất nhiều sản phẩm đang để ngổn ngang để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Một chiếc tủ áo ba buồng bốn cánh gỗ vụ cũng hàng VIP. Đây toàn cảnh đồ gỗ Thành Luân tại cơ sở 2. Tại hai cơ sở chúng tôi luôn luôn bận rộn với các công việc gấp rút để bàn giao cho khách hàng để cho kịp Tết giao, nhưng mà cũng một số khách hàng chúng tôi đã làm một đáp ứng không kịp, rất mong được khách thông cảm. Quay trở lại bộ bàn ghế ăn mẫu hoa lan tây, mẫu Louis hoa lan tây này chúng tôi sẽ quay lại một lượt nữa cho quý khách gần xa cũng như là bác Thuận xem được cái khâu hoàn thiện chúng tôi đánh cho ly bóng lên rất là đẹp. Vân gỗ thì tuyệt vời rồi. Ở đây cái mặt bàn vân loang da báo rất là đẹp. Toàn bộ là đồ ăn luôn là cam kết là vân gỗ tự nhiên 100%, không kẻ vẽ. 100% là vân gỗ tự nhiên. Ngay các ghế chúng đục chạm hết sức là tinh xảo rồi. Trông quý vị có thể xem qua màn hình chứ khi quý vị và xem thực tế thì nó còn đẹp hơn bên trong màn hình rất là nhiều. Vì bên ngoài thực tế nó nhìn cái đường nét nó rất là tinh xảo và tinh vi, đục chạm hết sức là moi móc hiểu móc. Chúng tôi làm cái trụ này tượng trưng là ngũ trụ, rất là ý nghĩa, tứ trụ ở xung quanh và một trụ to ở giữa gọi là ngũ trụ. Quý khách có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với đồ gỗ Thành Luân dưới số điện thoại 0972 770888 và 0967 110389. Quý khách có thể nhắn tin qua Zalo, Viber hoặc là vào Facebook là đồ gỗ Thành Luân. Ở đây là bộ Minh Quốc Nghê, chúng tôi đang vuốt bóng lại chiếc ghế dài. Vân gỗ thì tuyệt đỉnh rồi, quay mãi không thấy chán thì vân gỗ nó đẹp quá. Quý khách có nhu cầu đặt hàng nên là trực tiếp cho chúng tôi tại hai cơ sở, tại Hà Nội là khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, và tại Hải Phòng là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Đây là bộ Minh Quốc Nghê cột 12 gồm có 10 thứ đang hoàn thiện oánh ly để bàn giao cho bác Thuận ở cầu Nguyệt, Kiến An, Hải Phòng. Vân gỗ thì tuyệt đỉnh nhỉ, vân gỗ quá đẹp. Đỗ Anh Luân xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Được rồi, không, xe to xếp trước. Được rồi, nhé, được rồi.